Anh tính nuôi vịt hả anh Khải? Hả? Anh tính nuôi vịt hả? Nuôi gì mà nuôi vịt gì? Anh thấy chứng không? Kêu điếc tai quá. Tôi nói ông nghe nè. Tôi đó là kiểu là được người ta cho. Vịt này người ta đã... Im lại, đi xuống đi chị. Để vịt người ta cho, kiểu ta nuôi bầy á, giờ nó nhiều quá, bắt đầu người ta cho con để giờ làm thịt nó, chắc nghĩ con là vịt đẹp cái gì á. Tôi nói ông là từ trưa đến giờ là tôi không ngủ được một miếng nào gì nó luôn á. Ông nghe không? Nghe. Đó. Em nghe mới vô nè, tụi anh nuôi vịt chứ. Nói vậy sao ngủ? Tí xíu kêu mà kêu điếc lỗ tai. Đúng rồi. Ba cái dòng vịt á, anh mà chói chân lại á, nó kêu hoài luôn. Nó kêu anh ngủ không được thì thôi. Ủa vậy ông thả. Ông thả chân ra rồi nó chạy sao? Thì kiểu nó vậy, nó cứ kêu vậy đó, đau đầu lắm. Giờ chia sẻ nha. Anh ra anh cắt cái mặt hạ cũng được. Anh cắt đi. Rồi anh hơ lửa. Gì? Anh quăng trước mặt đó là nó không kêu nữa. Thấy không? Thiệt. Thiệt. Uy tín luôn. Bây giờ vậy sao mà ngủ được thế đó? Không tin bây giờ anh kiếm một cái cây nào anh hơ lửa đi. Cái bạc okay. Hà hay là cái môn được, anh hơ lửa cho mềm mềm anh dùng trước mặt nó không kêu nữa. Không đó. Thiệt luôn. Ê, im lặng để tôi ngủ nha chưa? Để tôi đi lấy nha. Nãy giờ kêu vậy đó hả? Ờ. Rồi sao? Cái mùng đó đúng không? Cái mùng má. Đúng rồi. Mọi người hơ lửa nha. Anh hơ lửa bên đó luôn rồi hả? Ờ, hơ rồi, ông kêu hơ mà. Rồi ok, anh dùng xuống, anh dùng xuống, dùng xuống. Dùng cái người đó. Dùng vô. Mày. Kêu đi. Kêu. Ủa sao kỳ vậy? Hả? Không biết. Mà sao anh em ru vậy? Đó, quay cho người coi nè. Nhẹ nhàng luôn nè. Quay sát sát luôn nè. Má. Kêu đi. Đúng rồi đó. Ví dụ anh thử lấy ra đây. Anh thử lấy anh giấu nha, lấy ra anh giấu nha. Giấu đúng không? Lấy ra anh giấu, anh đừng để thấy. Giấu anh giấu xuống lưng đi. Ừ. Đó, bắt đầu nó kêu là thấy nó kêu không? Đó, nó kêu chưa? Anh dùng vô. Mẹ kiểu đấy. Nó không kêu nữa. Kêu đấy. Vịt nó là dòng ăn tạp. Cái mùng này nó cũng ăn luôn. Anh nướng lên lại không ăn. Sao vậy? Thì thấy nó ăn đâu. Vịt dòng ăn tạp mà. Cái thứ gì mà cho ăn. Nó hôi hả? Không biết tại sao á. Nhưng mà nướng lên nó không ăn nữa à. Anh để dặn trước mặt giống như con rắn. Đó, mặt giống như con rắn đó. Tôi hiểu rồi. Ừ. Vịt nó rất là sợ rắn. Đúng rồi, ba vịt, vịt gà ngỗng nó sợ rắn lắm. Tại vì tôi thấy là nhiều cái bầy vịt mà nó thả trên ruộng đúng không? Ờ. Tôi thấy có một con rắn mà nó bò ngang là vịt nó bay tung tóe ra. Ờ. Nó la làng là sớm mà kiểu nó la kiểu nó la không nổi vậy đó. Ờ. Mà nó trẻ để cho con rắn nó nhường đi luôn á. Ừ. Con này do nó bị chói lại nên ra cái nó không la mà nó im ru rù luôn. Ừ. Chó chân này nó kêu ghê lắm, im đâu kêu đâu. Thử thử coi. Ừ. Đó, ví dụ anh giấu đi nha. Giấu nha. Nó kêu nè. Im. Anh dục xa xa nó thấy anh dục cái gầm nó không thấy được đâu. Ok. Ừ. Anh dục cái dục khoảng cách để cho nó thấy nó được cái con này nè. Đó. Anh dục khoảng cách đây này, cho nó thấy được nè. Chứ anh dục sát đây quá nó không thấy được. Kiểu anh kêu mà kêu không lên lời vậy. Ừ, rắn đó, thấy rắn nó sợ đó, ấy yeah, thấy rắn nó sợ đó. À, mắt tí lì nó sợ kìa. À, vậy mày kêu đi. Mày kêu đi. Đó. Ừ. À, anh quăng là quăng vậy cho nó thấy, đừng quan sát người nó không thấy nó cứ kêu. À. Nó đơn giản mày thôi. Thôi, vậy anh tôi đi ngủ đi, để chiều qua là. Nó kêu không lên hơi luôn á. Đó, chia sẻ mọi người nha.